bạn đã đặt nhiều mục tiêu cho mình trong năm vừa qua nhưng đến cuối năm thì mới giật mình nhận ra là mình chỉ đạt được vỏn vẹn một hai mục tiêu trong số tổng mười mấy cái mục tiêu thậm chí bạn còn không đạt được mục tiêu nào nữa đầu năm thì bạn cảm thấy hừng hực khí thế làm việc và hành động điên cuồng luôn nhưng sau một tháng thì không còn lửa để làm cái gì nữa cả quẳng luôn cái mục tiêu kết thúc một năm rồi mà bạn vẫn cảm thấy mình không có cái gì mới vẫn như năm cũ Cuộc sống ngày nào nó cũng thế lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Trong video này thì bạn sẽ được bật mí những cách thức để bạn đạt được mục tiêu chi tiết từng bước từng bước một. Thứ nhất, bạn sẽ biết cách lập mục tiêu một cách hiệu quả. Thứ hai, bạn sẽ luôn duy trì được cảm hứng, động lực và có niềm vui trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Cuối cùng, bạn sẽ đạt được kết quả nhanh hơn thay vì cứ lẹt đẹt suốt cả năm vừa rồi. Và còn rất rất nhiều điều hay ho khác nữa. Hãy xem đến hết video để biết nó là gì mà nó vi diệu thế nhé. Trước khi bắt đầu video này thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm thêm cái chuông nữa để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vô thôi nào. Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Người trẻ làm nên nghiệp lớn. Từ mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh cái việc là làm thế nào để biết được mình là ai đây. Có những người họ 30, 40 tuổi rồi nhưng vẫn không thể nào trả lời được cái câu hỏi này. Thú thật với các bạn thì đây là một câu hỏi vô cùng khó để trả lời nó trong vòng ngày 1 ngày 2 nhưng thông qua những gì mà tụi mình đã trải nghiệm tụi mình đã làm rồi á thì bây giờ sẽ bóc tách hết tất cả mọi thứ để chia sẻ với các bạn làm thế nào để các bạn đến được cái đích nhanh nhất để tìm ra được mình là ai nhanh nhất có thể chứ không phải mất vài chục năm trước khi chúng ta vào chủ đề chính thì mình cần làm rõ một câu hỏi này nếu không thì rất khó để chúng ta có thể đi tiếp được đó là tại sao các bạn cần phải biết mình là ai trước tiên thì các bạn phải biết là mình sinh ra á đó là duy nhất trên cái cuộc đời này rồi Chỉ có một mình bạn Cho dù bạn có anh em sinh đôi đi chăng nữa Thì bạn cũng là một bản thể duy nhất Mỗi người trên cuộc đời này Đều được ông trời ban cho một tài năng riêng Người thì giỏi chơi cầu lông Người thì giỏi chơi bóng đá Người thì giỏi âm nhạc Có những người giỏi máy tính suốt ngày nhìn vào cái màn hình Và lập trình cả ngày mà không thấy chán luôn Mỗi người đều có một tài năng riêng Nhưng nếu như được phát huy Sẽ đi xa hơn người khác rất nhiều nhưng đừng thấy người ta làm content creator người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội kiếm nhiều tiền được nhiều người biết đến rồi mình quyết định làm nó thấy mất ham không nhưng liệu bạn có thích cái cuộc sống lúc nào cũng bị soi mói về đời tư cá nhân lỡ may mình bị dính scandal gì á thì không biết núp cái mặt vào đâu luôn chưa kể là bạn không được làm một người bình thường yêu đương như một người bình thường đi ra ngoài để uống cà phê cũng khó nữa ai cũng nhòm ngó hết ai cũng xăm soi ai cũng nhìn bạn thì bạn có thể tận hưởng được cái ly cà phê đó hay không? Bạn có thích cuộc sống như vậy hay không? Không phải ai cũng thích làm người nổi tiếng đâu các bạn. Có nhiều người có tiền nha, đất cũng không thiếu luôn. Nhưng họ chẳng bao giờ đưa cái mặt mình lên mạng xã hội cả. Vì họ thích cái cuộc sống bình yên. Đối với họ, như thế mới là cuộc sống họ mong muốn. Nhưng sẽ ra sao nếu như một người giỏi âm nhạc lại bắt họ đi làm kế toán? Chắc chắn là họ sẽ vừa đọc rap vừa tính công nợ quá ha đừng bắt con cá phải leo cây những người mà làm không phải sở trường của họ ấy, thì họ làm thường sẽ khó khăn hơn không cảm thấy vui vẻ gì với công việc cả chỉ cảm thấy bị ép buộc thôi tệ hơn nữa là sẽ không thể nào đưa họ đến mức xuất sắc trong cái nghề mà họ đang làm được việc tìm ra mình là ai sẽ giúp cho bạn đầu tiên là hiểu được chính mình mình phù hợp với những loại công việc gì cách mình giải quyết một vấn đề ra sao cách học của mình như thế nào cách cư xử của mình với những người xung quanh hay cách mình phản ứng trước những cái điều tiêu cực hay những cái biến cố khó khăn của cuộc đời xảy đến với bạn. Nếu như bạn hiểu được sâu sắc thì bạn tìm ra con đường đi cho riêng mình. Bạn sẽ không đụng hàng với ai cả. Bạn sẽ xây dựng được những nguyên tắc ứng xử riêng cho mình. Hơn tất cả, bạn sẽ biết mình cần phải tập trung vào những thế mạnh của mình chứ không phải của người khác. Từ đó bạn sẽ khám phá ra được những tiềm năng thực sự của chính mình và không bị lung lay bởi những hào nhoáng và cám dỗ ở ngoài kia trước khi chúng ta muốn đi đến được một cái nơi nào đó thì việc đầu tiên là phải xác định bạn đang ở đâu phải biết mình xuất phát từ đâu thì mới có con đường để đi tới đích được vậy thì bước một đó chính là mình đang ở đâu đầu tiên bạn hãy bắt đầu với những giá trị cốt lõi của mình đó là những nguyên tắc những niềm tin mà đối với bạn nó quan trọng nhất nó giống như cái kim chỉ nam định hướng cái hành vi và hành động của bạn vậy giả sử nếu như bạn là một người có trách nhiệm thì mỗi khi bạn nhận lời từ một ai đó làm gì thì bạn sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Bạn sẽ nhất quyết giữ lời hứa đó cho bằng được. Nếu không bạn sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, bích rít ở trong lòng. Nhiều lúc bạn muốn đi chơi đó nhưng mà mình nghĩ lại mình chưa làm xong nên vẫn cố gắng hoàn thành thì mới đi chơi. Hay một người sống với giá trị yêu thương. Một người mà cả thế giới ai cũng biết đó chính là mẹ Teresa. Chính vì sự yêu thương mà mẹ đã dành 45 năm cuộc đời của mình để chăm sóc những người nghèo, những người bệnh những người yếu thế nhất ở trong những cái khu ổ chuột nơi được coi là bệnh thiểu nhất luôn mẹ không phải kiểu mà giàu sang tiền nhiều đi làm từ thiện này nọ đâu được từ thiện ở những nơi ngon lành có nhà có đầy đủ tiện nghi ấy, thì như thế sướng quá rồi mà bởi vì sự yêu thương để dẫn dắt hành động của mẹ tới những việc làm đó bây giờ tới lượt bạn hãy xem coi những giá trị cốt lõi ở bên trong mình là gì bạn có thường xuyên giúp đỡ những người khác hay không bạn có luôn trung thực trong mọi việc hay không bạn có kiên trì làm đến khi nào thành công mới thôi tiếp theo là những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình một ví dụ mà các bạn có thể dễ dàng thấy được ngay đó chính là sơn tùng một người mà có xu hướng hướng nội các bạn thấy rất ít khi nào đi ra ngoài giao du với những nghệ sĩ khác lắm phần lớn chả bao giờ thấy đi chơi game show cả cũng rất ít khi nào hợp tác với những người nghệ sĩ khác và anh cũng đã từng nói rằng là cái nhạc của mình viết ra thì ít người thích hát theo cái dòng nhạc của mình lắm ngược lại em trai sơn tùng mono thì lại đi khắp nơi chơi game show gặp gỡ nhiều nghệ sĩ khác nhau và hát nhạc của người khác nữa mỗi người có một cái thế mạnh riêng ai cũng thành công theo cái cách riêng của mình hết chả ai giống ai cả nên không thể nào phán xét ai đúng ai sai ai mạnh gì thì làm theo kiểu đó bạn hãy thử ngẫm xem bạn có những cái điểm yếu và những điểm mạnh gì thích giao tiếp hay thích một mình thích làm việc nhóm hay thích làm việc độc lập, thích sáng tạo hay thích làm việc theo nguyên tắc, thích lãnh đạo người khác hay là thích theo một người lãnh đạo. Cùng với đó, bạn hãy liệt kê xem những điểm yếu của mình là gì, như là trình bày kém nè, thiếu tự tin, khó thích nghi trong một môi trường mới. Một cái ví dụ khác nữa ha. Bạn là một người thích đọc hay là thích nghe sách nói? Bạn thích nghe giảng hay thích những hoạt động thảo luận, chơi game để học? Bạn sẽ biết mình thích học theo kiểu nào. Ví dụ, mình là một người theo kiểu vận động, nên mỗi lần học bài là hay vận động tay chân lắm, khua tay, múa chân loạn xạ hầu hết cả lên. Mỗi lần đọc ấy, thì mình cũng cầm một cuốn sách đi khắp mọi nơi. Cuối cùng là những thói quen bạn đang có hiện tại. Cả những thói quen xấu và những thói quen tốt luôn. Bạn có thường xuyên chơi thể thao hay không? Bạn có thích đọc sách hay đi học một điều gì đó mới hay không? Bạn có thích đi ra ngoài hay không? Bạn có dành thời gian để học một ngoại ngữ mới hay không? Bạn có hay chơi đàn guitar hay piano gì không? Bạn có hay chia sẻ những quan điểm với người khác không? Bạn có thường xuyên thức khuya hay không? Hay bạn suy nghĩ quá nhiều mà không chịu làm gì cả? Bước thứ hai là bạn muốn đi tới đâu? Bây giờ chính là cái bước dành cho các bạn nào. Bây giờ bạn hãy thiết kế cuộc sống của bạn. Bạn muốn sống như thế nào trong 5 đến 10 năm tới? về những giá trị cốt lõi, về những điểm mạnh, điểm yếu và những thói quen mà bạn muốn xây dựng. Tụi mình sẽ để một cái bản ví dụ để bạn tham khảo nha. Ở phần 1, phần 2, có thể bạn chưa thực sự biết mình đang ở đâu. Nó chỉ là các cái phần giúp cho bạn phần nào mường tượng được bản thân mình ra sao và mong muốn điều gì. Chứ chỉ trả lời hoặc viết ra những điều đó thì bạn vẫn chưa biết chính xác bản thân của bạn. Để hiểu rõ hơn thì bạn cần một bí kíp cuối cùng. Thứ ba, đó chính là hiểu mình. Sau đây là ba bước để bạn đào sâu vào trong chính bản thân bạn. Bước này chính là bước để bạn khám phá và hiểu rõ hơn về những mong muốn thực sự của bạn. Đầu tiên, bạn hãy ghi chép lại những sự việc xảy ra đối với bạn mỗi ngày. Từ việc bạn hay nói chuyện gì với ai, cách bạn đã xử lý một vấn đề như thế nào, cho đến những mâu thuẫn ở công ty, bạn cứ ghi chép lại những cái sự việc đó một cách cụ thể. Nếu như bạn lười ghi chép thì bây giờ chỉ cần bạn nói vào micro thì máy tính hay điện thoại sẽ tự gõ ra cho bạn chữ luôn rất nhanh và cực kỳ tiện lợi ví dụ hôm nay tôi có một cái buổi thuyết trình trước khách hàng nhưng đột nhiên thấy mấy đứa đồng nghiệp nó cứ xì xào cứ cười cười không chịu nghiêm túc cái sắc mặt của tôi nó không vui và bị phân tâm khi thuyết trình dẫn đến là mình không chốt deal được với khách hàng và quay ra mình cãi nhau với tụi nó luôn bạn chỉ cần ghi nhận lại sự việc thôi rồi bây giờ mình chuyển sang cái bước hai đó chính là suy ngẫm nếu như sự việc đó xảy ra thêm một lần nữa thì bạn sẽ xử lý nó như thế nào? Bạn đặt bản thân mình trong cái hoàn cảnh đó một lần nữa, nhưng hãy suy nghĩ về những giải pháp mà nó phù hợp với tính cách của bạn. Có rất nhiều cách, có người chọn nói thẳng trực tiếp, có người chọn cách nhắn tin, có người chọn cách viết thư. Hãy suy nghĩ về những giải pháp mà nó phù hợp với tính cách với giá trị cốt lõi của bản thân. Sau khi xong thì hãy tua đi tua lại những cái thứ phim về cái cách mà bạn đã giải quyết cái vấn đề đó để lần sau một sự việc xảy ra tương tự như vậy thì những phản ứng tự nhiên của bạn sẽ khác đi nếu ai đã bỏ qua cái phần cuối cùng này thì thực sự rất là đáng tiếc vì điều này mới là quan trọng nhất nè đó chính là trải nghiệm nếu bạn không có nhiều trải nghiệm đa dạng và phong phú thì rất khó để bạn hiểu mình được nếu cuộc sống của bạn cứ suốt ngày quanh quẩn cái việc đi học đi làm rồi đi ngủ mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt như vậy thì bạn sẽ không bao giờ biết được cái điều thực sự mình muốn là gì, cái tài năng thực sự của bạn hay cái điểm mạnh của bạn là gì. Bạn phải trải nghiệm nhiều hơn nữa để tích lũy thêm những trải nghiệm mới. Có thể những cái trải nghiệm đó bạn cảm thấy nó hơi chán một tí, nhưng cứ thử đi đã. Đi tình nguyện hoặc là giúp đỡ ai đó thử xem. Thử dạy một ai đó một thứ mà bạn giỏi. Nói chuyện với một người lạ thử xem. Đăng ký một cuộc thi chạy bộ xây dựng một câu lạc bộ gì đó giống như là đàn hát rồi nói tiếng anh chia sẻ sách cùng với những người khác ngủ sớm dậy sớm thử đi thử ngồi thiền tập yoga xem sao thử nấu ăn vẽ tranh rồi đầu tư các bạn phải đụng vào nó xem nó trông như thế nào có hợp với cái tính cách của mình hay không đôi khi bạn cảm thấy nó không thoải mái không vui cũng làm đi bạn mới biết được à đây là cái thứ mà mình không thích đây là cái thứ mà mình không muốn làm hoặc cũng có thể những cái thứ mình nhìn thì có vẻ là không thích đó không phải gu của mình nhưng cuối cùng mình lại mê nó ờ lạ vậy đó nên cần phải thử nhiều hơn nữa sánh tay áo lên và làm đi chứ ngồi viết ra giấy ngẫm chán chê rồi nhiều khi cũng không biết được đâu thật nếu như các bạn thấy những cái học sinh cấp 3 đi ra trường biết mình thích gì đâu vì mười, mười mấy năm cuộc sống chỉ xoay quanh cái việc là học hành và sách vở thôi nên để biết được chính xác mình là ai nó khó lắm có nhưng mà hiếm ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số mô hình như là sport nè mbti sinh chắc học vân tay cũng giúp cho các bạn phần nào hiểu thêm về chính mình rồi tổng kết lại cái video này hãy tìm xem mình đang ở đâu đang giỏi gì mạnh yếu ra sao mình muốn đi về đâu muốn xây dựng thứ gì phát triển cái nào nhưng cũng đừng quên phải có một hoạt động là hiểu mình nữa bởi vì để tìm ra mình là ai là một hành trình khá dài thông qua những trải nghiệm thì bạn mới biết được điều gì đích thực mang lại cho mình hạnh phúc. Điều gì thôi thúc mình thức dậy, mặc dù là không có ai ép cả. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video này. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng ngần ngại cho tụi mình một like, chia sẻ các bài học của bạn bên dưới comment nữa nha. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.